Xin chào tất cả anh chị em. Và cái clip này tôi xin giới thiệu với mọi người một chiếc âm ly dành cho guitar điện và guitar bass của hãng Chatting Bird. Số hiệu của âm ly này là CA20B. Một chiếc âm ly rất là chất lượng, khá là nặng và cũng khá là to. Ok anh chị em, đây là chiếc âm ly rất là chắc chắn của hãng Chatting Bird. Rồi, giờ mình sẽ đi xem những cái chức năng của nó. Đây là nút input kết nối vô, đây là volume, còn đây là equalizer, chép middle bass và free sensor. Cái âm ly này nó có đường layout ra và đây là đường headphone, bên này là power tắt mở, đây chỉ có như vậy thôi. Mặt trước của nó thì vẫn còn rất là đẹp, âm ly đã qua sử dụng rồi. Nó nặng lắm mọi người, con này âm ly này là phải nặng 9 cân đấy, chứ không có nhẹ được. Đây bên hông của nó gỗ bọc ra rất là chắc chắn, nặng lắm. Đằng sau của nó thì có một số này thì nó hơi bị chày, nó là cái ván ép thôi. Chúng ta thì có thể để nguyên cũng được, hoặc chúng ta lấy sơn, chúng ta sơn lên qua một lớp cũng được, hoặc thậm chí chúng ta có thể thay luôn cái miếng gỗ này luôn cũng được, nó rất là dễ. Thực ra đây chỉ là ván ép thôi chứ không có cái gì cả. Tôi để nguyên bản để bán cho anh em, ai mua về thích làm gì thì làm và thích thay gì thì thay, mà để nguyên thì cũng không sao. Tôi thấy vẫn còn rất là tốt, nó không có vấn đề gì. Cái này là chỉ là do vận chuyển á, rồi nó hơi va chạm chút, hoặc nó đè nó cấn lên thì nó hơi bị bong gỗ ra chút thôi. Cái này là gỗ ép, phán ép. Rồi giờ chúng ta cùng đi xem đằng sau của nó. Made in Korea, sản xuất tại Hàn Quốc. Đây là ghi chú về nguồn điện, còn đây là ghi chú về sản xuất. Con âm ly này thì nó điện 100V hoặc 110V, 120V cũng ok, không vấn đề, vì nó là hàng nội địa Nhật cho nên là điện luôn luôn là 100V. Nó 28W, khá lớn, 28W. Đây là seri của nó, seri chính hãng và Made in Korea ở đây. Ok anh chị em, nó cũng rất là đơn giản đúng không? Nó nặng lắm, bê nó mỏi tay luôn. Rồi, giờ tôi sẽ cắm guitar vào và tôi đánh vài nốt cho anh chị em nghe thử để xem chất âm, chất lượng của nó như thế nào nhé. Cái âm ly này thì là âm ly dành cho guitar bass, âm ly dành cho guitar bass. Tuy nhiên thì ta cũng có thể là chơi guitar điện được, ta chơi tiếng clean, mọi thứ đều rất là ổn. Rồi, giờ tôi cắm điện vào. Ok, điện đã sáng. Tiếng bass nó to rõ chút, volume to chút. Rồi, chơi. Tôi đánh thử mấy nốt bass cho mọi người nghe. Bây giờ mình thử chơi một chút guitar điện xem. Cái này thì guitar điện này nó chỉ có clean thôi nhá, ta vẫn kết hợp ta chơi được. Ok, tôi tăng chép lên chút, tăng middle lên chút. Đánh một vài nốt vui vui cho mọi người nghe thử, tại vì tôi cũng không phải là dân guitar nên tôi đánh cũng không có được trơn tru và mượt mà lắm, anh chị em thông cảm. Đó, chủ yếu là đánh vài nốt để cho mọi người nghe về chất lượng của âm ly này. Âm ly này rất là ổn, 28W, nó cũng rất là lớn, nó rất là phù hợp để cho ta tập đàn guitar bass, và nếu mà ta muốn thì ta kết hợp tập đàn guitar điện cũng được luôn. Nó có tiếng clean của nó như tôi vừa đánh ấy, nó rất là ok, không có vấn đề gì cả, rất là hay, nó rất là đa năng để cho mình tập luyện. Ok anh chị em. Rồi, nãy giờ tôi đã giới thiệu cái âm ly Chatting Bird, có số hiệu là CA20B, 28W,
một âm ly rất là chất lượng mà hàng nội địa Nhật, đã được sản xuất tại Hàn Quốc. Hy vọng ai sở hữu chiếc âm ly này thì sẽ có nhiều cảm hứng hơn để tập luyện guitar bass cũng như guitar điện và tập luyện đàn ngày càng tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã coi clip này. Xin cảm ơn rất nhiều.